khối mà toàn diện hơn đấy, thì việc đầu tiên tôi nhắc lại một chút xíu, phương pháp này nó rất là đơn giản. Thứ nhất đấy là chúng ta sẽ đầu tiên là bao giờ cũng phải nhớ là kiểm tra sưng nóng đỏ đau, không bao giờ được quên. Đầu tiên phải kiểm tra sưng nóng đỏ đau. Ví dụ như anh ấy, là sau này là anh biết là cái dịch ấy, nó nằm ở cái phía dưới ấy, thì mình sẽ chườm ở ngay phía dưới khoeo. Thế còn những người nào mà nóng ở trên đầu gối thì chúng ta sẽ chườm lạnh ở ngay trên đầu gối, không bao giờ quên. Chườm lạnh để cho gây tê và ức chế viêm, giúp chúng ta vận động cải thiện tốt hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ làm động tác là lấy cái banh kẹp vào khoeo, người ngồi sát lưng vào tường, kéo mông sát vào tường và chúng ta sẽ kéo sát chân vào tường, đổ cái đầu gối ra phía ngoài một chút. Rồi chúng ta sẽ vỗ để đưa máu vào. Rồi sau đó chúng ta sẽ miết ở đâu? Miết chỗ cái tĩnh mạch ở phía hai bên đầu gối phía dưới ấy. Và chúng ta miết đầu gối. Sau khi miết xong tĩnh mạch hai bên, chúng ta sẽ miết tĩnh mạch ở chỗ cái khoeo đi vào phía đầu gối. Rồi chúng ta dùng hai bàn tay chúng ta vuốt vào phía đầu gối. Rồi sẽ duỗi chân ra. Duỗi chân ra chúng ta vuốt từ ống đồng đi lên trên, đi qua đầu gối luôn. Tức là đóng mở như vậy. Đóng mở như vậy là chừng 3 cho đến 5 lần, tùy từng thể trạng, tùy từng cái tình trạng đau. Rồi sau khi chúng ta làm xong như vậy thì chúng ta đổ chân, làm chân bên kia. Làm xong hai chân rồi thì lúc này chúng ta sẽ làm sao ạ? Sẽ cho người bệnh là mình cầm tay người ta, mình kéo đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, để cho họ vượt qua cái chấn. Tức là lúc trước họ vì đau quá họ không có dám đứng ngồi, vì mỗi lần đứng ngồi họ cảm thấy đau, họ sợ. Giờ họ vẫn nghĩ là họ không vượt qua, nhưng khi chúng ta làm như vậy rồi cho họ tự lấy tay họ, dùng cái tay họ vịn vào tay mình và họ tự đứng dậy, thì lúc này là họ mới thấy là họ làm được chuyện đấy. Mọi người dưng không? Thì đó là mới xong có bước 1 thôi. Nhớ dùng tôi, mới xong có bước 1 thôi. Về nhà mọi người sẽ làm như vậy. Nhưng mọi người nhớ dùng tôi là phương pháp của chúng ta chỉ trọn vẹn khi nào? Chỉ trọn vẹn khi chúng ta kết hợp với việc chườm gan. Và ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái kỹ thuật chườm gan. Chườm gan là gì? Là chúng ta sẽ đặt cái cặp đá diệu kỳ này và đúng cái làm nóng nó lên, và sẽ đặt đúng vào cái khu vực liên sườn bên phải. Ngày nào chúng ta cũng chườm gan như vậy. Và chườm gan sẽ chườm trong vòng 1 cho đến 2 giờ đồng hồ. Và ngay lập tức ngay đây ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn liền. Thì có nhiều người đau khớp gối không biết làm gì hết. Ở nước ngoài hoặc ở các tỉnh xa thôi, lên trên mạng xem hướng dẫn mà chỉ có chườm gan không thôi mà đã cải thiện được cái khớp gối và có thể đi lại được. Mọi người dung không? Đã cải thiện được một phần rồi. Tất nhiên chúng ta phải kết hợp giữa việc là đóng mở mấy cái van tĩnh mạch, mở thông mấy cái mao mạch, kết hợp với việc chườm gan để làm thông các cái mao mạch nội tạng nữa. Vậy là chúng ta phải kết hợp kỹ thuật. Và phương pháp của chúng ta là phương pháp gì? Liệu pháp y mao mạch. Y mao mạch tức là nó sẽ đả thông sâu đến từng cái mạng mao mạch nhỏ. Mao mạch là gì ạ? Là những cái đường mạch máu bé nhất của cơ thể, mà cái đường ống đó nó sẽ đi thẳng tới tế bào. Và tế bào chúng ta muốn sống được, muốn tồn tại được thì phải mao mạch phải thông, thì hồng cầu mới mang oxy dinh dưỡng tới và mới dọn rác được cho tế bào, dọn được chất thải, chất xỉ và carbonic. Mọi người đúng không? Và ngay bây giờ đây tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật chườm gan và tác dụng của chườm gan như thế nào với cặp đá diệu kỳ. Xin mọi người cho một tràng pháo tay về chương trình hôm nay. Chúng ta thấy ngay là kết quả trước mắt đúng không? Có nhiều người ở từ rất là xa xôi, tận nửa vòng trái đất, đi khắp các nước, đi khắp các nơi rồi, chữa bệnh bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu phương pháp, mà chỉ trong vòng có ít phút mà chúng ta đã thấy cải thiện. Và hơn nữa, cái quan trọng nhất là phương pháp nó lại rất là đơn giản, ai cũng làm được. Thậm chí mình về mình hướng dẫn cho em bé cũng làm được nữa. Mà mình tự làm được thì hay là mình tự túc là hạnh phúc. Tức là mình không có cần phải nhờ ai giúp, mình cũng làm được cái chuyện này. Ok chưa? Đơn giản và không tốn kém, mà lại tác động thẳng đến mao mạch. Tức là cái yếu tố mà quyết định là quan trọng nhất. Mao mạch là cái quyết định quan trọng nhất cho cái sức khỏe của chúng ta. Rồi, tôi xin cảm ơn mọi người. Rồi, ta thích có một số trường hợp đau khớp gối. Tôi xin lưu ý mọi người là chúng ta sẽ không làm được nếu như người đó không quyết tâm giảm cân. Có những trường hợp mà chỉ cần giảm cân thôi là chúng ta đã không còn đau bệnh gì rồi.
rồi đúng không? Nên là chúng ta không quá phụ thuộc vào các phương pháp chữa bệnh. Nhiều khi phương pháp chữa bệnh ở ngay trong chúng ta thôi. Nếu chúng ta ý thức được, ví dụ như là chị á, chị phải giảm 30kg. Thế à, thế là chị đã cố gắng lắm rồi đó. Nhưng mà khi mà chị giảm được cân đấy, giảm lên khoảng 20-30kg nữa thì tự nhiên là chị sẽ không còn đau đớn gì, không có phải lo lắm, lưng cũng không đau, chân cũng sẽ không đau nữa, bởi vì cái trọng lượng của chúng ta nó chất tải lên cái khớp gối, nó chất tải lên cuộc sống lưng của chúng ta, khiến chúng ta lúc nào cũng đau đấy. Ok chị ạ? Cái chỗ bên này em ơi, rồi thứ nhất là vấn đề giảm cân, thứ hai là một cái câu chuyện là quan trọng nhất là như này này. Ở đây chúng ta học chữa đau khớp gối, nhưng không phải chỉ cái khớp gối nó được hưởng đâu mọi người. Chữa đau khớp gối mà cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh toàn diện. Lý do vì sao mọi người biết không? Lý do là vì khi chúng ta đau khớp gối, chúng ta sẽ giảm vận động. Mà giảm vận động đồng nghĩa với chuyện là chúng ta sẽ bị rất nhiều chứng bệnh khác. Nên khi đã cải thiện được cái đau khớp gối, đồng nghĩa với chuyện là sức khỏe chúng ta sẽ tăng và nhiều chứng bệnh khác sẽ tự biến mất. Nên cái khớp gối không chỉ là khớp gối, mọi người nhớ dùng tôi, chữa khớp gối không chỉ là khớp gối đâu, khớp gối chữa một mà được rất nhiều, mọi người hiểu không ạ? Do đó mà cái chữa khớp gối rất quan trọng. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.